Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình bình luận thời sự trên channel VNP. Chúng tôi là Phan Thanh Châu và Lê Thành Nhân. Hôm nay sẽ trình bày đề tài tình trạng COVID-19 cúm Vũ Hán ở tại Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2021, trước cái tình trạng dịch bệnh rất là nguy kịch đang diễn ra tại Việt Nam, cho nên chúng tôi trong chương trình hôm nay sẽ cùng nhau trao đổi về đề tài này để quý khán thính giả trong cũng như ngoài nước biết được một cách rõ ràng, trung thực về những gì đang xảy ra tại Việt Nam trước cái tình trạng cơn dịch COVID-19, đại dịch Vũ Hán. Bây giờ nó đã biến thể với tên gọi là Delta. Nó ngày một, nghĩa là phải nói là lây lan một cách khủng khiếp, và cái tình trạng ở tại Việt Nam bây giờ thì tất cả chúng ta đều theo dõi, đặc biệt là chúng ta liên lạc về trong quốc nội với những người thân quen, đồng thời chúng ta theo dõi tin tức quốc tế. Các cái cơ quan truyền thông quốc tế họ cũng đã rất là quan tâm đến cái tình trạng ở tại Việt Nam, cho nên trước cái tình trạng đó chúng tôi thấy chúng ta cần phải tìm hiểu một cách cụ thể để trình bày đến tất cả quý vị. Vậy hôm nay anh Lê Thành Nhân xin vui lòng cho biết là trước cái tình trạng như vậy thì cái hệ thống bệnh viện ở trong nước như thế nào, và họ đang phải đối diện với những cái tình trạng mà nó đang xảy ra ở khắp mọi tỉnh thành, đặc biệt là tại thành phố Sài Gòn như thế nào, thì xin mời Lê Thành Nhân cho biết. Vâng, thưa quý khán thính giả của channel VPN và thưa anh Phan Thanh Châu. Nói về bệnh viện tại Việt Nam đó, thì thật là một điều rất thê thảm, nếu không muốn nói là kinh dị. Tôi chỉ diễn tả những cái lúc mà chưa có bệnh COVID-19, thì cái bệnh nhân cấp cứu chưa có nhiều. Vì vậy mà bệnh viện ở tình trạng trung ương ở thành phố Sài Gòn nó có những cái tình trạng như sau. Tình trạng hai người nằm trong một giường, hay là thêm hai người nữa nằm trong một giường, hay là ba người nằm trong một giường. Còn dọc cái hành lang của bệnh viện đó thì hầu như là bệnh nhân nằm la liệt, không còn lối đi nữa. Và có những bệnh nhân nằm ở dưới giường của bệnh nhân khác. Và vì phía trên giường bệnh nhân đã đầy hết rồi, không có chỗ nằm nữa. Thì về thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh thì vẫn còn rất là kém. Bởi vì tất cả những cái dụng cụ y học mà nhập từ những nước ngoài lên đến 90% của dụng cụ y tế. Tuy ra cái tình trạng nó là như vậy, nhưng mà mình nhân muốn nằm trên giường cũng có, chứ không phải không, nhưng mà có phải trả tiền. Và cái số tiền đó trả là tới 17 đồng một ngày, đương nhiên là vào khoảng 400 ngàn một ngày. Như vậy thì có tiền là sẽ có phòng. Tại sao nó xảy ra tình trạng nó kinh hoàng đến như vậy? Nguyên nhân là bệnh viện á, phần đông phải tự cứu cung ứng tài chính cho mình, chứ không có được một tài trợ nào tài chính cả. Cho nên cái việc lấy tiền từ bệnh nhân là sự sống còn của bệnh viện. Và cái ban điều hành bệnh viện phải làm như vậy. Nghĩ là họ phải nghĩ đến cái chuyện quá tải bệnh viện, có nghĩa là đồng nghĩa với việc kiếm được rất là nhiều tiền hơn cho bệnh viện. Thêm nữa là cái tỷ số bác sĩ Việt Nam so với dân số 100 triệu người hiện nay còn rất là giới hạn. Mà họ lại được trả lương một cách rất là eo uột, thì tất cả cái số lương này là tôi lấy được trong một tài liệu của Bộ Y tế Việt Nam, là lấy cái trung bình thôi, là họ trả từ 220 đồng cho đến 440 đồng đô la một tháng. Có nghĩa là từ 5 đến triệu 10 đồng Việt Nam. Với cái số lương đó thì bác sĩ phải đi kiếm những cái nguồn lợi tức khác để sống, như mở phòng riêng hoặc là móc ngoặc với nhân viên điều hành của bệnh viện để chia chác tiền lời của bệnh nhân. Từ đó mới thấy rằng sinh cái vấn đề là y đức của bác sĩ và những người làm việc y tế nó không có bằng lương y, bây giờ nó không bằng lương tiền nữa. Do đó cái đồng tiền nó đi trước, và cái đồng tiền nó sẽ choáng mất hết tất cả những cái đạo đức của con người. Còn cái hệ thống bảo hiểm và sức khỏe trong nước thì rất là tồi tệ, cho nên bệnh viện hầu như không có hỏi đến cái bảo hiểm sức khỏe y tế như chúng ta thường hay đến bệnh viện ngoài này, nhưng mà hỏi tiền,
Một bệnh nhân vào tiền phải đóng rất là nhiều tiền, có thể đóng từ 5 đến 7 triệu đô la và sau đó phải đóng thêm tiền khi ra bệnh viện tùy theo cái cách chữa trị của bệnh viện. Như vậy thì đó là tình trạng bệnh viện mà khi không có đại dịch bây giờ. Cái đại dịch bây giờ nó là nguy hại đến mức độ là gấp trăm ngàn lần như vậy. Thì hỏi cái tình trạng của bệnh viện Việt Nam hiện nay có đại dịch nó nguy hiểm đến cỡ nào? Và cái tình trạng bệnh viện bây giờ nó làm sao? Giống như là bây giờ hầu như là bệnh viện có cũng như không. Bởi vì tất cả đều ở trong cái tình trạng rất là vỡ trận. Thì đó là tất cả cái tình trạng ở Việt Nam hiện nay, cái tình trạng bệnh viện Việt Nam hiện nay là như vậy. Và đây là những cái vấn đề này được nêu lên rất là nhiều lần. Từ báo chí trong nước cũng giống như trên mạng nói rất đầy về những cái tin tức này. Vâng, thưa quý vị. Vâng, thưa bên Lê Thành Nhân, thì như chúng ta theo dõi ở trong quốc nội thì trước cái tình trạng gần như là vỡ trận đối với cái đại dịch COVID-19 và cái biến thể Delta như chúng ta biết đang hoành hành ở khắp nơi thế giới, không riêng gì Việt Nam, nhưng mà tại Việt Nam thì cái lượng mà thuốc để mà phòng ngừa thì phải nói thẳng là vaccine, người ta chỉ tin tưởng vào cái vaccine của Hoa Kỳ viện trợ. Nhưng mà như Nhân biết đó thì Hoa Kỳ viện trợ đâu khoảng 5 triệu liều vaccine, một cái loại là Moderna và Pfizer. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là gần như những cái cán bộ cao cấp và những cái thành phần mà nếu như may mắn được chích thì cũng là thành phần mà có tiền có bạc, cũng chạy chọt thế này thế kia. Thì trước cái tình trạng như vậy và cái bệnh viện như anh nói là một cái hiện trạng nó hết sức là tồi tệ, bởi vì nó không có đủ sức chứa, rồi người ta phải nằm chung đụng, mà cái con virus này nó lại lây lan một cách khủng khiếp, mà chữa trị trong cái điều kiện như vậy thì gần như là một cái tình trạng đưa vào trong nhà xác chứ không phải đưa vào bệnh viện. Và như chúng ta theo dõi, chúng ta cũng thấy là bây giờ một số bệnh viện ở Sài Gòn đó gần như không đủ y bác sĩ để mà chữa trị cho bệnh nhân, thậm chí là về oxy cũng không đủ để cho những cái bệnh nhân nặng để thở, và họ chỉ vào thì gần như là để chờ chết chứ không còn cái phương thức cứu chữa. Đó là cái tình trạng tồi tệ. Vậy thì theo anh, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ sẽ có cái phương thức này để đối phó trước cái hiện trạng mà nó tồi tệ như vậy để chữa trị cho bệnh nhân trong những ngày tới không, thưa anh nhá? Vâng, thì người dân hiện nay đang bị bệnh á, thì cái tình trạng chung chung của tất cả những ở trên chúng ta có nghe ở trên báo chí lề đảng của đảng mà nói, và tất cả những cái cơ quan truyền thông á, thì họ nói để mà trấn an người bệnh mà thôi, cho thực tế sự thật nào không phải như vậy. Thì thứ nhất á, nếu cái người bị bệnh á ở trong nước mà khám mà khi bị dương tính, bị bệnh là gọi là F0 đó, thì họ cách ly tập trung, và cái phòng tập trung á thì chứa như vậy là một người có thể chứa rất là nhiều người. Vì vậy cho nên cái người mà bị bệnh nhẹ đó vào trong đó cũng thành bệnh nặng. Và có đôi khi cái người mà bị nhiễm bệnh cũng có thể bớt ấy, nhưng mà rồi thì ngồi nằm trong lại bị lây lại. Do đó cái tình trạng là người bệnh không được chữa trị một cách đúng đắn tại các trại tập trung, cách ly. Và khi cái trường hợp nguy hiểm ở trại tập trung cách ly mà đưa xuống nó gọi là khu điều trị. Nhưng mà cái khu điều trị này thì bác sĩ và nhân viên như quý ta thấy đã thấy rất là thiếu. Dường bệnh thiếu, thuốc chữa thiếu, dụng cụ y khoa thiếu, và đặc biệt nhất là cái oxy rất là thiếu, và đó là một cái y cụ rất là quan trọng để mà chữa cái bệnh COVID-19. Và đặc biệt là nhân viên y tế đó làm nhiều giờ vì thiếu cho nên làm nhiều giờ trước cảnh chết chóc, cho nên hầu như bác sĩ càng ngày càng thấy rằng là giống như kiệt sức và trốn tránh cái trách nhiệm của mình, cũng giống như là tất cả những người y tá. Thì với cái tình hình như vậy thì bệnh nhân COVID-19 mà đưa xuống cái bệnh nhân của COVID-19 đó, mà đưa xuống cái khu điều trị thì cái cơ hội chỉ có con đường đi qua bên kia thế giới nhiều hơn là trở lại cái thế gian này. Và trên báo chí phát thanh của nhà nước thì nghe nói bệnh viện có bệnh viện dã chiến, nhưng mà người dân thì không thấy cái bệnh viện dã chiến đâu nữa. Chúng ta cũng nhìn thấy như thế này nè, nội cái bệnh viện trung ương đó mà không có đủ bác sĩ và y tá để mà chữa trị thì hỏi thì dừng cái bệnh viện dã chiến lên làm thì có bao nhiêu bác sĩ và y tá chữa trị, và nó có thì nó có nó như thế nào, nó có bằng cái tồi tệ như cái bệnh viện trung ương nữa hay là tồi tệ hơn. Do đó cái người dân hiện nay đó nó ở trong cái tình trạng rất là cùng cực, và cái tình hình nhà nước thì cũng chẳng có cái biện pháp chứ ngoài cái biện pháp cấm cách ly mà thôi.
và cái cách ly rất là tệ hại ở trong nước Việt Nam, chút nữa chúng ta sẽ bàn đến. Cái tình trạng cách ly này nó giống như là đưa vào cách ly tập trung, mà cái cách ly tập trung này chẳng hạn đi trốn thiên tai nhiều hơn là đi cách ly để mà chữa bệnh dịch COVID-19. Nó rất là phản khoa học. Do đó cái tình trạng càng ngày nó càng, tôi nghĩ nó càng tồi tệ hơn, và dân chúng Việt Nam đang ở trong một hoàn cảnh hiện nay rất là khó khăn vì cái cơn dịch này nó đang ập tới Việt Nam. Vâng, thưa anh, thì nói cho cùng là người dân, hầu hết người dân Việt Nam đang đối diện với một cái tình trạng tồi tệ trong vấn đề mà giải quyết để mà chữa trị cho những người bị dương tính COVID-19. Nhà cầm quyền họ cũng đã có những cái biện pháp, nhưng mà tuy nhiên rõ ràng là chúng ta theo dõi, chúng ta thấy nó không có bất kỳ một cái biện pháp nào mà nó khả thi trong giai đoạn hiện tại cả. Cho nên đứng trước cái sự việc như vậy thì họ gần như là chưa có một cái giải pháp tối ưu nào cả, mà họ có để nó dần dà như vậy, và mỗi ngày thì cái ca mà dương tính càng tăng, và những người mà nằm ở trong ở Hoa Kỳ họ gọi là trong ICU cấp cứu đó, cái tình trạng đó nó quá nhiều đi. Và nếu chúng ta theo dõi một số các cái hãng thông tấn thì họ cho biết rằng là có những cái trường hợp các một số bệnh viện thì không có đủ nhân viên y tế để phục vụ cho người bệnh. Thì trước cái thảm cảnh đó, chúng ta không hiểu là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ sẽ phải giải quyết là làm sao. Cái việc mà bây giờ họ sống gọi là giãn cách, rồi cấm không cho ra ngoài đường, rồi không cho đi lại, tất cả những cái sự việc nó đang diễn ra ở khắp các thành phố lớn ở tại Việt Nam, đặc biệt là tại Sài Gòn. Chúng ta coi những cái video clip cho thấy có những khu vực mà sầm uất gần như ngày đêm trước đây là không bao giờ ngưng nghỉ. Thế mà bây giờ vắng lặng điều hưu. Và trước cái sự mà ngăn sông cấm chợ như vậy thì có thể phần nào giải quyết được tương đối là có thể đối với lại cái dịch bệnh. Tuy nhiên cái vấn đề đời sống của người dân thì hầu như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa có một cái chính sách nào nó khả thi và nó có thể giúp được cho những người dân đang trong cảnh khốn cùng như vậy. Có khi bệnh thì đã là nguy hiểm rồi, nhưng mà có khi có một số người phải chết đói. Và đặc biệt thưa anh Lê Thành Nhân, bây giờ có một số khá đông những cái người mà vào Sài Gòn hay là từ các tỉnh miền Tây lên Sài Gòn để làm trong các công ty xí nghiệp, thì bây giờ các công ty nó đóng cửa hết, buộc lòng họ không thể nào ở Sài Gòn, không có một cái đồng tiền nào có thể để sống còn, thì họ phải di tản để quay về với lại cái quê hương của họ ngoài Trung hoặc là các tỉnh miền Tây. Nhưng mà họ không có phương tiện để di chuyển và bị ngăn cấm như vậy, cho nên có một số người đành phải đi bộ, và họ không có đủ cái tài chánh để có thể mua thực phẩm dọc đường. Có người có khi đã phải chết đói trên đường đi về quê hương của mình. Đó là những cái thảm cảnh. Vậy thì theo anh Lê Thành Nhân, trước cái hiện trạng bi thảm như vậy thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay và những ngày sắp tới họ cần phải làm gì để có thể hỗ trợ cho người dân trong cái phải nói trong cái cảnh khốn cùng đó thưa anh? Vâng, thưa quý thính giả của khán thính giả của channel VPN, VNP và thưa anh Thanh Châu, thì nếu mà nói chuyện tình hình ở trong Việt Nam thì chúng ta phân ra hai loại người. Một loại người là bị nhiễm bệnh và một loại người là chưa bị nhiễm bệnh. Thì bây giờ ai bị nhiễm bệnh thì trên chúng ta có trình bày sơ qua rồi. Nhưng mà nếu một người bị test dương tính thì công việc đầu tiên là bị bắt vào tại tập trung. Và khi vào trại tập trung đó thì cái đường mà đi ngắn nhất là cái đường đi về bên kia thế giới, chứ còn cái đường trở lại rất là ít. Và như tôi nghe một cái tin của đài quốc tế nói, cái người mà có thể cứu sống trong cái trường hợp bị COVID mà đưa xuống khu tập trung đó, khu điều dưỡng đó, thì chỉ có 20% được sống mà thôi. Còn ngoài ra thì còn có những người bị bệnh bị cách ly tại phường. Cái phường khóm nào bị bệnh thì bị cách ly và bị rào cảm gai đến 2-3 tầng cái lối ra. Và những người ở trong xóm đó muốn đi mua đó thì phải có cái giấy xét nghiệm. Và thứ ba nữa đó là tôi thấy nhà cầm quyền giúp đỡ là tăng cường những cái lực lượng
chống dịch ở thành phố Sài Gòn, như là áo xanh, như là bộ đội, áo vàng là công an, và thứ ba có một loại áo là áo xám là an ninh phường xóm. Họ đứng trên tất cả các nẻo đường và họ đọc từ sắc lệnh này sang sắc lệnh khác từ 16 rồi đến 17, và bây giờ hầu như là thiết quân luật ở tại thành phố Sài Gòn. Những ai đi ra đường mà không có cái giấy xét nghiệm đó thì có thể cái tiền phạt rất là lớn, có thể 100 đến 300 đô la tùy theo tùy theo những cái thái độ của những người mà không có giấy đó, thì cái điều đó đều làm cho người dân rất là thống khổ. Bây giờ người dân mà không bị bệnh á, hay là nói đúng hơn là chưa có tiền để đi test để có dương tính á, thì chính phủ bắt rằng tất cả những cái người đó bị phải đi test thử nghiệm, và cái tiền thử nghiệm không phải là thử nghiệm free, không phải là thử nghiệm không có tiền, mà thử nghiệm từ 300 đến 700 ngàn đồng, là tức từ 13 đến 3 đến 30 đô la một lần xét nghiệm, và một lần xét nghiệm này chỉ có giá trị đến 3 ngày mà thôi. Đó, một cái giấy xét nghiệm này như một cái giấy thông hành. Và hiện nay ở thành phố Sài Gòn người ta cách ly lâu quá và ở trong nhà lâu quá, cho nên người dân tha phương cầu thực không biết làm sao mà sinh sống. Và những người dân á, bị đói đó thì họ lại tặng về tất cả các vùng nông thôn để ở đó còn có cỏ, có rau và có khoai, có sắn để mà ăn. Thì họ tìm tất cả mọi phương tiện, đi xe đò, đi xe đạp, đi xe gắn máy và cả cái đi bộ gắn. Nếu mà quý vị biết được cái cuộc mà những cái cuộc chạy giặc ngày xưa đó từ thành phố Quảng Trị, Đại Lộ Kinh Hoàng như thế nào, thì bây giờ chúng ta vẫn thấy trên những con đường đầy dậy những con người như vậy. Và đây là cái những cái hình ảnh thật mà những cái video từ trong nước thâu ra, chứ không phải là những cái hình ảnh có tính cách nghĩa là mỉa mai chế độ đấy. Và thẳng thắn mà nói rằng đó, cái tình trạng này mà còn kéo dài nữa thì cái người ở thành phố lại ùn về nông thôn, họ bất kể những cái giấy khám nghiệm đó. Có nghĩa rằng và trong cái cuộc hành trình gọi là đi cứu đói này đó, thì họ đi tới đâu thì tối thì họ ngủ tới đó, và hàng ngày họ đi tới đâu mà chỗ nào dừng chân được để mà kiếm được ăn thì họ dừng chân. Và cái số người hiện nay tạng từ thành phố và Sài Gòn rất đông, có thể nói là tính đến cái số người mà lưu vong xa phương cầu thực mà lên tới Sài Gòn nó tới 30%, tức khoảng 3-4 triệu người, cùng giống như tất cả các thành phố đều tạng về nông thôn để đi tìm để đi cứu đói đó. Trong cái lúc này cái tình trạng bây giờ người dân ở trong nước rất là thê thảm. Vâng, thì đó là cái tình trạng hiện nay ở trong nước, mà chúng ta qua được những cái tin tức ở trên những cái đài quốc tế cũng giống như là những cái video và những cái thép. Trong khi đó nhà cầm quyền và những đài phát thanh vẫn có những cái biện pháp, mà biện pháp đó chỉ có nói thôi, chẳng qua là tôi thấy biện pháp đó chỉ là những cái bản vẽ mà thôi. Vâng, thì đó là cái tình trạng trong Việt Nam hiện nay là như vậy. Vâng, thì phải nói chúng ta theo dõi, chúng ta chia sẻ thì để thấy được một cái thực trạng nó thê thảm, mà rõ ràng thì nó cho chúng ta thấy thêm nhiều cái hoàn cảnh mà có những người theo dõi thường xuyên không cầm được nước mắt, bởi vì đó là đồng bào ruột thịt chúng ta ở quê nhà. Trước cái hiện trạng như vậy thì chúng ta cũng nên đề cập đến cái vấn đề vaccine. Thưa anh Lê Thành Nhân, thì như chúng ta biết, riêng Hoa Kỳ thì đến hiện nay thì họ đã giúp cho Việt Nam khoảng hơn 5 triệu liều vaccine. Và anh có thể cho biết thêm là ngoài Hoa Kỳ thì các quốc gia trên thế giới có ai giúp cho Việt Nam những cái loại vaccine để mà chích ngừa cho người dân ở tại Việt Nam hay không? Thêm vào đó thì ngoài cái chuyện vaccine á, thì hiện tại á, cái thành phần nào á, thì ở Việt Nam được chích vaccine để phòng ngừa, và cái thành phần nào thì đang phải chờ đợi? Và trong những ngày tới thì với một con số phải nói là hơn người dân hơn 100 triệu mà bây giờ chỉ có 5 hoặc là 10 triệu cái liều vaccine thì nó thấm vào đâu? Thế thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ có một cái biện pháp hay có một cái chính sách nào đối với vấn đề chích ngừa? Như chúng ta biết hiện tại đó, cái vấn đề phòng chống dịch bệnh tương đối hữu hiệu chỉ có vấn đề chích vaccine, còn những cái biện pháp khác ngăn sông cấm chợ giãn cách rồi cấm tiếp xúc, tất cả cái đó nó không thể nào triệt tiêu được con virus này. Và
cái giảm thiểu nó cũng không được bao nhiêu. Và chúng ta theo dõi, chúng ta thấy hiện tại thì ngày nào cái lượng người bị nhiễm dương tính rất là nhiều. Thế thì mình có thể chia sẻ đến quý vị theo dõi chương trình hôm nay là ngoài cái vaccine của Hoa Kỳ thì các quốc gia khác đang có chương trình để hỗ trợ cho Việt Nam thế nào, và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ tính cách nào để có vaccine để chích để mà giúp cho người dân trong những ngày tới không, thưa anh? Vâng, theo cái tin tức của nhà nước Việt Nam đó, và đồng thời cái tin tức này chúng ta có thể lên ở trên cái website của COVAX. COVAX là tất nhiên cái chữ viết tắt của COVID-19 Vaccine Global Access Facility. Thì hiện nay Việt Nam nhận được trong tháng 7 này đó, trong tháng 7, ngày hôm nay là ngày cuối tháng 7 rồi, thì đã nhận được 8.5 triệu ống vaccine. Trong đó Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 5 triệu ống Moderna, 1 triệu ống Pfizer là 6 triệu, và Japan á, là viện trợ 2 triệu ống vaccine loại AstraZeneca, và Trung Quốc trong cộng viện trợ nửa triệu ống Sinopharm. Thì đó là cái số mà đã nhận được. Tuy nhiên cái số đó thì tính là nó mới có 8.5 triệu so với 100 triệu thì nó không nghĩa lý gì hết, mà 8.5 ống thì giỏi lắm tiêm mới có 4 triệu người. Ai là cái người được tiêm đầu tiên và ai là người ưu tiên đó thì chúng ta phải hiểu được cái chế độ cộng sản rồi. Nếu mà chúng ta nằm dưới chế độ cộng sản không là gì, nhất là hầu duệ, nhì là quan hệ, thứ ba mới có tiền tệ và thứ tư mới là trí tuệ. Cái người hầu duệ của những con cháu cộng sản là tiêm đầu tiên hết. Rồi tới thứ hai đó là những người liên hệ, nên chúng ta nhìn thấy ở trên Facebook rất là nhiều người liên hệ với ông này ông nọ. Và cái thứ ba nữa là những người có tiền mà được tiêm, và cuối cùng là dân đen, mà phần trong 80% là dân đen. Thì tôi không biết bao giờ những cái ống vaccine này mới tới những cái người dân thấp cổ bé họng của người Việt Nam. Điều đó điều tôi không thể nào, mình không thể nào nói trước được. Còn về cái thứ hai đó thì hiện nay nhà nước Cộng sản Việt Nam có nói rằng là có cái ngoại giao vaccine, là đi xin những cái công thức chế biến của những cái công ty chế vaccine để mà chế biến tại Việt Nam. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng cái chuyện đó là một chuyện rất là khó khăn, bởi vì cái công ty mà trước khi tìm ra cái công thức để mà nó chế biến này, họ cũng phải cần một cái số, họ phải tốn bao nhiêu tỷ đô la. Bây giờ họ cũng cần phải giữ cái nó gọi là sản phẩm trí tuệ đó để cho họ kiếm thêm tiền. Do đó tôi không nghĩ rằng là một sáng một chiều mà có thể là Việt Nam có thể xin được cái công thức để mà chế này ở Việt Nam. Có thể trong tương lai có những cái đóng gói ở Việt Nam mà thôi, để phân phát cho những nước ở Đông Nam Á. Thì Việt Nam qua cái đóng gói để sản xuất thì sản xuất ở Mỹ, ví dụ Việt Nam làm cái chai, Việt Nam làm cái hộp, vân vân. Cho tôi nghĩ rằng đưa cái công thức để mà chế cái vaccine này thì tôi nghĩ rằng hiện nay chưa có một cái kết quả nào cụ thể cả. Thì đó là cái tình trạng vaccine đối Việt Nam như vậy, cái tình trạng tiêm chủng ở Việt Nam ngày hôm nay như vậy. Vâng, thì đối diện với cái dịch bệnh ngày một trầm trọng thêm mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì dường như là họ đã bị vỡ trận và không có được một cái giải pháp tối ưu để mà hỗ trợ cho người dân, chữa bệnh cho người dân trước cái cơn đại dịch kinh hoàng thế vậy. Thế thì đứng trên phương diện của người dân thì chúng ta nên khuyên họ cần phải làm gì, và đối với lại nhà cầm quyền thì người dân cần phải đặt vấn đề như thế nào? Riêng đối với người dân với nhau thì họ sẽ cần phải làm gì, và đối với nhà cầm quyền thì người dân cần phải có cái phản ứng thế nào đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước cái tình trạng dịch bệnh ngày một bi thảm hơn ở tại Việt Nam, thưa anh? Vâng, đối với người dân tôi thấy rằng ở Việt Nam chỉ có nước rằng là nếu người dân không bị bệnh hoặc bị bệnh thì chỉ biết kêu than trời cao sao không có mắt và chịu chết đứng, chứ không làm gì hơn. Bởi vì nếu loàng quàng vô trong khu cách ly, tập trung cách ly, thì như tình trạng chúng ta đã bàn rồi, có lẽ rằng cái cơ hội để mà đi về thế giới bên kia nhiều hơn là cơ hội để trở lại cái thế giới đang sống. Và nếu mà người không bị bệnh thì bị cách ly lâu quá, kiếm gạo không ăn được thì phải lâm vào tình trạng đói. Và bị bệnh này có nhiều người bị bệnh lại khỏi, bị bệnh thời gian lại hết bệnh để sống lại, đó là tình trạng bệnh. Nhưng mà có nhiều người lại đói thì là chết. Do đó trong những cái ngày dài sau này đó, thì tôi thấy rằng có lẽ e rằng
cái người sợ đói hơn cái sợ bệnh. Còn cái số người mà lên tận thành để mà tha phương cầu thực đó, thì bây giờ cái số người đó là kiếm buổi sáng ăn buổi chiều thôi. Do đó hiện nay họ đang tìm cách, họ đang di tản về ở tất cả những nông thôn, bởi vì họ biết nơi đó ít ra có rau, có củ khoai, củ sắn để mà có thể đắp đổi qua ngày. Do đó từng những đoàn người, phải nói là từng đoàn người di tản từ thành phố về nông thôn để cứu đói, để tìm, để tìm chỗ cơm no áo ấm, để tìm chỗ cơm no chứ không phải là áo ấm nữa. Và họ đi, đang đi lít thích lang thang trên từ những thành phố về tất cả nẻo đường về nông thôn. Trong Việt Nam thì hiện nay những người dân ngoài, những người dân không biết nói cái gì, thì chỉ thả tâm hồn mình trên những trang xã hội như Facebook, Twitter. Còn cô lên tiếng nói về nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì chẳng khác gì là đang gãi tay trâu mà thôi. Vì từ trước đến nay nhà nước Cộng sản Việt Nam xem người dân chỉ là thứ nô lệ, là loài thừa hành chứ không được nói. Cộng sản thường là la rất là to về nhân dân làm chủ, mà người dân dưới chế độ Cộng sản Việt Nam làm chủ bằng cách nào? Làm chủ bằng cách ăn cơm cái lỗ miệng lại và cúi đầu nhọc nhằn trong những biểu ngữ vinh quang mà tôi treo lên mà thôi, chứ không phải là anh có được nói cái lời nói gì hết, những lời nói có anh giá trị gì cả. Và vì vậy cho nên hiện nay trong cái tình trạng mà kiểm soát đại dịch ở trong Việt Nam, thì tôi thấy nhà nước Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái công việc phòng chống COVID-19 rất là nghiêm ngặt. Và tôi nghĩ bên cạnh cái nghiêm ngặt đó cũng phải là đề phòng cái an ninh mà có thể họ nổi lên giống như dân Cuba mà rất là đáng ngại, và một cái cuộc nổi dậy long trời lỡ đất ở Nam Mỹ. Do đó tôi thấy rằng phòng chống dịch thì nhiều, mà do chắc có lẽ để kiềm tỏa nhân dân lại là phần lớn. Đó là những cái điều mà chúng tôi cũng có cái suy nghĩ như vậy. Đó là những điều tôi suy nghĩ đối với người dân và đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay. Vâng, thì như tôi có chia sẻ thì anh Nhân cũng, tôi thấy là chúng ta cũng cần có một cái lời khuyên nào đối với người dân Việt Nam trước cái hiện trạng nó thê thảm như vậy, để cho họ có một cái hướng, có một cái hy vọng trong những ngày tháng tới, khi họ phải đối diện với cái tình trạng dịch bệnh ngày một nữa là coi như phải nói là khủng khiếp. Cái lời khuyên của chúng ta để mà như là một cái lời an ủi, vì cớ là qua cái tình trạng đó, chúng ta còn bao nhiêu người thân ở Việt Nam chúng ta theo dõi, chúng ta biết trong những ngày qua tại miền Nam California có một, gần như hầu hết các cái cơ sở mà gửi quà hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam đã đóng cửa. Và bây giờ nếu ai mà gửi tiền về Việt Nam thì chỉ được lấy tiền Việt Nam chứ không có tiền đô như trước đây. Và như vậy thì cái vấn đề mà không gửi được hàng hóa là cũng cả một cái vấn đề, phải nó khó khăn, nó đã khó càng khó khăn thêm. Rồi vấn đề tiền bạc thì họ phải nói thẳng ra, họ lợi dụng cơ hội này để làm khó thêm những người dân mà còn cầu mong được những người thân ở bên nước ngoài gửi về để giúp họ trong cơn nguy khốn này. Thì trước một cái tình trạng mà phải nói là tứ bề thọ địch, gặp tất cả những cái cảnh khốn cùng, thì họ có nhiều cái nguy cơ phải rơi vào cái tình trạng không còn cái lối thoát. Thế thì cái lời khuyên của anh em chúng ta đối với đồng bào bà con chúng ta trong nước là gì thưa anh? Vâng, thưa quý khán thính giả và thưa quý người dân ở trong nước, dù rằng chúng tôi là sống xa tổ quốc, nhưng mà thực tế là lòng của chúng tôi cảm thấy rất là đau khi nhìn thấy cái tình trạng ở trong nước mà cái bệnh dịch nó tới với dân tộc Việt Nam. Và hầu như nhà cầm quyền gọi là cai quản luôn cái tài sản quốc gia mà không có lo được gì cho dân, để cho người dân bây giờ phải tán loạn trong cơn hỗn loạn ngày hôm nay. Và có những cái video clip đó gửi ra ngoài này, đây là một cuộc khủng hoảng lớn nhất từ năm 1975 đến nay. Tôi mong rằng và tôi cầu nguyện rằng cái cơn bệnh dịch này nó sớm đến trên đầu cái dân tộc Việt Nam, để người dân có cơ hội đi làm lại, để kiếm được sống,
để kiếm được miếng ăn, lo cho cái bản thân của mình và lo cho đàn con của mình. Còn cái thứ hai đó, tôi mong rằng tất cả các quốc gia trên thế giới nhanh chóng giúp đỡ cho Việt Nam để có cái thuốc chủng ngừa, bởi vì tôi thấy cái thuốc chủng ngừa đó cũng giúp rất là nhiều cho những người dân các nước văn minh, mà hiện nay nước Pháp cũng giống như nước Mỹ và tất cả các nước văn minh đều thúc đẩy làm phải chích ngừa. Và cái chích ngừa đó ở nước Mỹ á, thì nó rất là có kết quả. Và cái thứ ba nữa đó là với người dân, chế độ nhà nước Việt Nam, họ đã từng nói rằng là họ quản lý tài sản của quốc gia. Họ quản lý bao nhiêu năm rồi, bây giờ tài sản đó ở đâu mà không đem ra lo cho dân, mà để cho người dân phải chịu cảnh đói khát. Và cái số tiền ngoài này hiện nay người Việt gửi về cũng rất là khó khăn, là bởi vì quý vị thấy rằng tất cả những cái ở trong Việt Nam gọi là những cái chỗ mà ngoài này gọi là service, mà trong Việt Nam gọi là những cái dịch vụ gửi tiền về, người ta cũng không làm việc nữa, bởi vì quý vị đi ra đường là bị bắt. Đấy, thành thị dân rất là khổ sở cho quý vị, mà có gửi tiền về, có gửi đồ ăn về, quý vị có tiền quý vị cũng mua được đồ ăn nữa, rất là bị giới hạn. Do đó đã đến một lúc là quý vị cần phải tỉnh táo để chọn cái nào tốt nhất cho cuộc sống của mình để qua cái nạn dịch này. Và chúng tôi cũng mong, chúng tôi cũng là chỉ chúc mừng quý vị tránh qua được những cái cơn nguy biến của bệnh dịch này, cũng giống như là chúng tôi ở tại nước Mỹ cách vào khoảng 10 tháng thì cũng rất là căng thẳng về, nhưng mà chúng tôi thoát qua được. Vâng, cảm ơn tất cả và xin gửi lời chúc bình an và sức khỏe và may mắn nhất cho tất cả những người Việt Nam của chúng ta trong cuộc nội. Vâng, cảm ơn thầy Ngân. Nhưng mà trước khi chúng ta chấm dứt chương trình hôm nay thì tôi cũng nhân cơ hội này cũng muốn chia sẻ một đôi tâm tình đến bà con chúng ta còn ở lại trong quốc nội, rằng cái thực trạng ngày hôm nay mới thấy được bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tài nguyên quốc gia nó khai thác cạn kiệt để được tẩu tán ra hải ngoại, đặc biệt là Hoa Kỳ, đưa con cháu ra ngoài để sống một đời sống bình an, hưởng mọi cái điều kiện tốt đẹp. Trong khi đó thì khi mà đất nước lâm nguy trước cái tình trạng đại dịch nguy hiểm như vậy thì bà con, đặc biệt là những người dân thấp cổ bé miệng, những người làm hôm nay để lo cho ngày hôm nay, không có thể nghĩ được lo cho được ngày mai, thì trước một cái tình trạng mà họ không thể nào có thể giải quyết được cái đời sống, chứ đừng có nói đến dịch bệnh, trong những cái hoàn cảnh như vậy thì mong rằng bà con có thấy được cái thực tế của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là như thế nào. Những ai tin rằng đảng sáng suốt, đảng lo cho dân thì bây giờ chắc đã rõ được cái bộ mặt thật của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Có khi gặp cảnh khốn cùng thì chúng ta mới thấy được cái cách hành xử, cái cách mà để giải quyết cái vấn nạn cho đất nước. Gần như họ theo cái rập khuôn của một số những quốc gia cộng sản, và họ không học hỏi được những cái điều tốt đẹp của các quốc gia văn minh để rồi có một cái cách giải quyết, và họ không, phải nói là họ không quan tâm đúng mức đến người dân thấp cổ bé miệng, đặc biệt là trong hoàn cảnh bi thương này. Cho nên chúng tôi chỉ còn biết một cái điều là mong bà con, đồng hương, đồng bào của chúng ta ở tại Việt Nam hãy tỉnh táo để nhìn thấy được bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi hết cơn đại dịch, đừng nghe những gì họ nói, mà hãy nhìn tất cả những gì họ đang thực hiện cho đồng bào, để rồi chúng ta phải có cái thái độ thế nào, để rồi tương lai con cháu chúng ta trong mai hậu sẽ có một đời sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Và nếu gặp cái cảnh khốn cùng như vậy thì có cái được cái phương thức để mà giải quyết. Và đặc biệt là đồng bào, hãy vì cái tình thương yêu đồng loại, người cùng một màu da, một dòng máu, để mà người có thể có điều kiện được giúp cho những người khó khăn, và kêu gọi các y bác sĩ hãy cố gắng để có thể chữa lành các bệnh nhân. Đừng có vì bản thân, vì cá nhân mà bỏ rơi những người bệnh đang hấp hối trên giường bệnh. Đó là những cái điều mà chúng tôi cảm thấy đau lòng, muốn chia sẻ và kêu cầu tất cả mọi người, và chúng ta nguyện cầu cho những cái đấng tối cao hãy phù trì cho Việt Nam sớm thoát qua được cái hoàn cảnh bi thảm này. Vâng, thì đó là những cái điều tâm tình tôi muốn chia sẻ thêm, và chương trình chúng tôi hôm nay đến đây chấm dứt, và xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái chia sẻ hết sức là chân thành của anh em chúng tôi. Xin cảm tạ và
Xin một lần nữa chào tạm biệt quý vị.